Đói nghe lời con thương tha, tình hơn quân ấm con ngày đêm, lần xa thầu chán lại hơn tên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sáng với lời nguyện lên Chúa Giêsu đấng đã sinh ra với Chúa Nữ Maria và cùng chúng ta. Xin người gói thương người đến trong nhà này chỉ vì một chút phút trong nhà này. Xin người ở lại đây với anh chị em để nuôi dưỡng tình bác ái, yêu thương, chia vui, sẽ buồn cho anh chị em. Còn anh chị em theo lời dạy và vun lành của Chúa Kitô để làm cho nhà này thành nơi trang chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Chúng ta lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng hai môn đệ trên đường đi Emmaus, đến gần lại các ông dẫn tới người làm nghi muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ này ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đặt lời chúc tụng đẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa Trời đất đến đã trở nên xác phẩm của anh giới nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng đồng thanh tuôn vinh. Xin mọi người cùng đáp: lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth do với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương người đến trong nhà này như là thử thách của lời Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bạn này. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận được vốn quý của quốc thần nữ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai không nơi nương tựa thì được nơi chúng ta sẽ trở giúp tận tình để họ có được nơi ở sinh thái. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Để chúng ta nhìn Chúa là tin mừng Chúa Giêsu dạy chúng ta. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha vì đi ý Cha thầy di đức cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thuộc hàng lại và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cả con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hỡi tin lắng nghe chúng con là những người đã xin Chúa ban phước lành cho nơi. Để khi ở trong nhà mọi người vui mừng có Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà mọi người vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà mọi người Chúa hiện diện luôn mãi. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Alleluia. Cảm Đức Cha ha. Chúng ta Đức Cha thần thánh và kính xin vâng lên Đức Mẹ nha. Đó là dễ hát ai cũng cùng ha. Mẹ ơi, đời con rơi bước theo mẹ, lòng con tiếc rơi thương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, này, phòng đừng nghĩ trong ngàn khó, niềm nguy dân nhân đây đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay là ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai là sự thật. Mẹ ơi, con rơi bước theo mẹ, lòng con biết rơi thương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong đời con tôi, dậy chân 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 xin mẹ con hai tiếng xin không.
mẹ đi con hai tiếng sinh ra, không coi hôm nay là ngày mai sinh ra, mẹ con hai tiếng sinh ra, hôm nay tương lai là suốt đời. Bọng ngủ đấy bọng cha, vâng, ba có ba bọng ngủ. Nguyện xin bình an Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi trong lòng anh chị em và nguyện cho lời của Người ở hàng hải trong chúng ta để khi làm mọi việc chúng ta đều làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa toàn thân là Cha và Con và Thánh Thần ban cho chúng con chị em. Lời mình nhân lành các thi tín trong các nhà. Chúc mừng nhé. Cảm ơn Cha.